Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh của Hiền Scovergy. Hôm nay Hiền giới thiệu với quý vị và các bạn di tích hòn đá cạo. Hòn đá đánh cạo. Đánh cạo là đánh đá vậy? Đâu là cái ấy đây. Người ta không biết à, cái đấy cái thầy người ta có ai. Đâu nhưng mà hoạt đá đâu đấy. Ở đây đây. Còn cái gì nữa? Đây gì phải? Ừ. Đây ạ. Đây. Ô có cả tổ mối à? Sao không có? Hiện tại Hiền Discovery đang có mặt tại khu di tích Hòn Đá Cạo thuộc địa phận xã Lạc Thịnh, huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình. Hòn đá đấy là cái chợ làm sao cả. Đây. Nếu mà có dịp đi qua khu Lạc Thịnh, Yên Thủy, Hòa Bình thì mời quý vị các bạn đã đến thăm Hòn Đá Cạo nhá. Đánh cạo. Tổ mối đây này. Hòn đá đánh cạo. Tổ mối nhiều không, nó cứ đùn lên rất là nhiều ở sau cái hòn ấy này, hòn đá này. Hiền Discovery thì công đức. Rơi lá tả. Tiền rơi lá tả. Đây là khuôn viên bên ngoài. Khu di tích Hòn Đá Cạo là nằm ở một thung lũng, xung quanh bốn xung quanh là núi đá. Đấy, xung quanh toàn núi là núi thôi. Video của Hiền Discovery đến đây là kết thúc. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.